Mày vô sáng chiều mày kiếm em. Có lẽ là phải đi mày đó. Xin chào, cô chú ơi, hiểu, phụ tắc trí mì ta, xin lắng hiểu. Nó tình cờ lên trễ học dốt mà được lên TV thế chứ. Sướng không? Ở cuộc đời làm cho ông vậy thôi, không đòi gì nữa. Không em, anh có 40 thằng lính đang ngồi trên đó mà anh không kêu, mà kêu này là biết nó cỡ nào rồi. Lấy xuống, action diễn. Đài truyền hình Korea tới quay. Anh cắt bằng kiếm và anh sửa lại bằng côn. Ok, anh sẽ cắt bằng côn cho em khuyến mãi luôn. Nói chung là bữa anh cũng gõ bể đầu mấy người rồi nhưng mà nó cũng không sao. Đâu rồi? Cầm. Nó mỗi thằng lên 5 giây vậy, lên đài truyền hình của thế giới cho biết. Lực. Rồi khi lại bây giờ cắt luôn đúng không? Action. Action. Lượng nào cũng được. Rút bao. Trước khi cắt thì chúng ta phải hoạt động cho cái tay chúng ta mềm vừa dẻo đã, hiểu không? Chúng ta đừng có làm liền. Khởi động phải đứng xa xa bé chút cho mà mặt tái mét vậy. Không, cái này phóng vô cái nó cũng nằm yên nữa thôi em, chứ nó đâu có đi đâu đâu sợ. Cho miếng nước nữa đi anh Đông ơi. Ông đứng gần tôi tí xíu chứ ông đứng xa quá vậy. Rồi, giả xịt ở góc thôi tôi cắt ngay. Ok. Are you ok? Quăng vô nè, đó, quăng vô ống kính nè, đó. Đó, không có kiểu mang đài truyền hình nó hay làm vậy. Quay đi nó quen. Và sau khi cắt bằng kiếm là nó ra tém bóp Nhật Hàn luôn cả nhà nha. Đây là một bài học căn bản nè, chứ cần nắm vững căn bản, xịt nước. Bởi vì xịt nước mà nó bỏ cái bao kiếm nó vô túi hoặc là dắt ra sau cổ luôn nè, cho nó giống siêu anh hùng nè, hiểu không? Nhét banh cổ ra coi. Đó, nó hồi nhỏ hay làm siêu nhân gì đó. Rồi ok, bắt lớp tiếp theo nè, ông Hải ơi, chán quá ông Hải ơi, bắt lớp xấu quá. Trời ơi là trời. Bắt lớp tiếp theo đi. Trời ơi, cái bình nước mày đưa cái giò nó đài truyền hình luôn kìa. Mày đưa cái giò cho nó đi. Xịt nước, bình xịt nước ra. Bắt cái đường cho thẳng, bình tĩnh từ từ. Khi mà mình hiểu bài tóc căn bản rồi, cắt kim nhật hay cắt bằng kéo, bằng dao nó giống nhau hết. Chỉ cần mình đúng cái đường dứt khoát mới phật con tay miếng chày xước đường rồi nè. Nè, nguyên đường dọc nè. Xịt hai bên, bắt hai bên đúng. Nó khổ quá mà. Bắt bên kia luôn. Cầm chồng. Bắt cho thẳng hàng, đừng để dư sợi nào đó. Phá đi, phá vô tiếp đi. Phá tiếng quảng bá cho thầy, thầy tôi diễn nè. Phá cho vui. Phá quảng bá cho ông thầy. Đài truyền hình Korea. Lên kiếm. Chém. Ủa em gái rồi cái đài này lên coi là đài gì, em nói hôm qua gì? Bà mẹ gì? Hả? À, em ơi nó sao chị?
Em ơi, massage chị. Anh có thể em tối nay em gửi link của anh qua Zalo. Nghe có vẻ 18 cộng quá vậy. Em ơi, massage chị hả? Gỗ YouTube lẫn ra luôn hả? Quá đẹp em ơi. Còn dài, còn cột luôn nha. Tém tém dài, hiểu không? Chứ ngắn quá, mặt em nó tròn, nó ngố. Nó cần cắt ở khúc trên này, với dưới đâu cần cắt. Rồi, ok. Sao em? Không nói gì. Anh như cắt ngắn quá. Cắt ngắn quá hả? Là ăn cột được cắt ngắn gì? Phải không? Ông bảo thì em bảo là cứ cắt đi. Hy sinh đó, ông sẽ đánh giá em cao. Trả cho em 500 triệu, hiểu không? Mọi người đừng có lại đứng lưu ra chút nha, hay dùng kim dài đó. Bao kiếm đâu? Trời ơi! Trời ơi! Biết đúng tiếng Việt luôn. Cảm sao bị tà? Anh giờ xìu. Nhắm mắt đi em đừng có né. Hiểu không? Chặt bên phải đừng né nè. Hiểu không? Are you okay? Yes. Okay. Hassan. Người ta có xanh hay không mày biết, mày cứ la làng lên hoài vậy. Hết tóc rồi mày. Bây giờ nó còn dài lắm. Còn quá trời. Ngắn nó cũng được không hết. À vậy đúng hả? Nước, đúng rồi. Lấy cái mũ hiểm đội chị cái. Bởi chúng ta phải luyện tập thật là nhiều để khi đài truyền hình tới quay là chúng ta làm được giống như chúng ta mong muốn. Chứ không thôi chúng ta sẽ bị lộn cộng. Chị sao? Ok chưa? Cắt nha. Thank you.
quá dài quá nhiều. Nước. Bây giờ quên chiêu đá đầu gối nữa chứ. Đó. Làm lại cái nữa. Đó. Lúc được lúc không vậy đó. Chắc hết là không còn nhiều quay đâu. Thấy không? Bởi vì anh phải kêu ổng em thấy không? Có chùm một á, giờ nấu vô cắt lại quá. Không kêu chưa được. Xịt nước, lấy tay che mặt người ta lại đàng hoàng đi ông nội ơi. Đứng bên này nè, xịt bên này nè. Xịt vô cái góc ướt ướt á mà. Tém bóp, so le. Nước. Khi mà các bạn hiểu cái bài căn bản rồi, cắt mấy cái bài này rất là dễ. Nó cũng theo kiểu hướng tốc bóp của mình thôi. Mà bóp này bóp classic bài số 1. Bài này thầy dạy mọi người hết rồi, nó đừng có lo lắng. Đó, lên sân khấu cũng như vậy đó cả nhà. Lên sân khấu không cần phải lâu như vậy đâu. Lên sân khấu người ta có 3 tới 5 phút thôi. Còn quay thì nó hơi lâu. Khi người ta quay diễn thì mình múa lâu lâu chút. Bởi thầy đó rảnh thì nên luyện đi, hiểu chưa? Mày giới thiệu qua đó hả? Hẹp với phấn. Thấy chạy qua bên Hương Trịnh chỗ mày đâu mà. Dạ hả? Rồi có bao nhiêu đứa mà dẫn qua hết đi, mày bảo kê hết giùm tao cái. Thôi hiểu. Xịt nước, cố quá. Cũng vậy thôi, lợi dụng nhau bên đó làm xong tốt nào đi hết đúng không, cũng mình đó. Làm sao tốt nữa, tại sao không giữ được thợ. Tại vì sống tỏ nó dở quá. Thời gian đâu, tâm huyết đâu, ta dạy cho những đứa tâm huyết. Ví dụ như này nó khùng, nó điên vậy là mình dạy nó còn nghe. Đúng không? Còn những đứa nó bình thường vậy nó không nghe vậy gì nữa. Gãi gì gãi? Lên live stream tiếng Hàn nó có biết tiếng Việt đâu. Giờ có chửi cũng đâu có biết gì đâu trời. Ok, ok, yes. Kiếm gì đẹp đẹp hơn chưa? Hey, hey. Lấy kiếm lửa ra chuẩn bị luôn. Đốt lửa luôn nha. Hey. Nhét vô lấy cái nhét từ từ. Ủa phật phạt tay trái rồi rớt cái ngón tay nè. Nhưng mà lại sẵn mua mà đợi thôi. Mày đừng có hỏi nữa. Mày điên sân xe cháy nhà tao luôn. Lấy thằng giúp bộ thôi, tao hỏi cái thằng giúp bộ không là vậy đó. Bỏ lên qua mua nha thầy. Ừ. Qua mua ở mua thầy. Bên Cúc Trang á. Mày vô sáng chưa mày kiếm em. Chẳng lẽ là phải đi mài đó. Hân ơi. Dạ. Tâm ơi. Mới sấy tàu kẹo lên hình. Này tàu nó quán mua nè. Mua đi. Tàu đốt khúc cối, khúc khô tàu đốt. Mua bình xăng Vipo đi, tưới lên. Mua nhiều chẳng. Mày mua một bình xăng Vipo, đang bán bình xăng Vipo không có nhiều hết. Kêu thằng Cà Lâm đi mua đồ đi, biết chừng nào nó xong.
Thằng Rin đâu rồi? Sao mày đi với sư huynh mày? Sống chết có nhau thề nguyện ước rồi tùm lum la. Thằng Hưng với thằng Tâm chuẩn bị máy sấy kẹp. Mày sấy đâu? Cắm vô không? Vô ké cái hình 5 giây mày. Ngon. Bánh đi một hai với lại bánh đi một hai với lại bánh nước này. Bánh đi một hai với lại khăn nó nhỏ là nó lông vàng á. Hảo đem ra đây, đem. Tóc này rất quăng, rất sơ và rất xù. Cắt cầm kiếm xong rồi ôm phòng tự nhiên. Về nhà của đầu sấy khô là đẹp. Đó, phong cách Hàn Quốc á. Hàn Quốc là hay để mấy kiểu này lắm. Korea đó. Bob Korea. Đó, hoàn thiện. Thả tim đi. Are you okay? Yes, yeah, thank you so much. Beautiful girl, new and nice. Rồi, ok, kẹp đúng không? Ok. Lỗi dạ, Quay ra rồi.
quay quay luôn đi. Ok, là gì vậy đây, là gì tóc rồi đó, chăm xăng thế đây, chăm thế. Cái này gọi là múa lửa thôi, hiểu không? Diễn diễn á, hiểu không? Chứ còn mà nó không có sát người được, nhưng mà khó mà đòi kiếm lửa lắm. Nó này đã nè. Lửa quá trời lửa luôn, lửa càng nhiều càng lại bể, con nghĩ nó không nghiêm trọng, nhưng nó không có nghiêm trọng. Hiểu chưa? Nó chỉ là để múa thôi, lên sân khấu á. Nó có cái sự hoành tráng của nó. Ít nước, thêm nước. Đó, giờ càng thấy càng phật lên nè. Thêm nước lên. Được, không nhậu thật chứ ha. Rồi, ok. Được rồi. Nướng mà không khác, mình ngủ nướng một khác, nhưng Yến nó ngủ nướng mà còn khác nữa. Học 9 giờ, 12 giờ mới thấy nó tới là biết nó khác rồi. Vẫn còn được em nhé. Đây, bình thường thấy chưa, phun ra nè. Mình sấy khô nó đâu tự nhiên rồi nên đừng có lo lắng, thấy không? Quá dễ thương. 25 năm rồi nó tới tóc ngắn. Đẹp không? Mà hợp mà, đúng không? Đây là mẫu bóp tém chim én, là cái đuôi dài ôm óp, hiểu không? Còn cái đuôi cắt ngắn bằng là dễ rồi. Quang Thiện. Quá đẹp. Cứ để đi, từ từ nó nguội đã. Đừng bình tĩnh đi con, cứ để đi, cứ để đó. Nguy hiểm lắm. Nó đang tròn đẹp, còn đi nó cào nó bẹp luôn, thương dỗ thật. Mới cào lắm, mới lấy tay cào đó không? Không thấy rồi. Ờ, đó rồi, tốt. Lương lẹo. Em nói câu gì hay quá. Chưa bao giờ xinh như thế này. Cảm ơn em nha. Quá dễ thương luôn. Trời ơi đẹp quá.